Suy niệm lời Chúa thứ bảy tuần 23 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Phúc thay người mẹ đã kêu mang, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Suy niệm. Ở đây có hai lời chúc phúc. Trước tiên là lời người phụ nữ chúc phúc cho người được phúc kêu mang và cho thầy bú mớm, tức là lời ngợi khen Chúa Giêsu bằng cách chúc mừng Đức Maria là người mẹ thể lý của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu cho biết có một lời chúc phúc còn lớn hơn, đó là đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mới nghe, ta tưởng dường như Chúa Giêsu không đánh giá cao mối phúc làm mẹ. Đúng ra, không ai biết rõ Đức Maria bằng Chúa Giêsu về ơn phúc cao trọng mẹ lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Ngài biết rõ tâm hồn mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, và mẹ là một người luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa. Cuộc đời mẹ là lời xin vâng thánh ý Chúa và sống thánh ý ó một cách liên lỉ, sống động. Chính vì thế, mẹ đã đón nhận ở đây lời chúc phúc của người phụ nữ và cả lời chúc phúc lớn hơn nữa của Đức Giêsu, con của mẹ. Phúc làm mẹ sinh hạ con Thiên Chúa, làm người thì chỉ dành cho Đức Maria, nhưng nghe và giữ lời Thiên Chúa là phúc dành cho tất cả mỗi người chúng ta. Ai cũng có thể đón nhận. Phúc lớn nhất dành cho bạn, nhưng bạn có biết không? Và bạn có đón nhận cái diễm phúc đó hay không? Mời bạn bắt đầu bằng việc mở cuốn Kinh Thánh để đọc lời Chúa riêng một mình bạn hoặc cùng với gia đình của bạn trong giờ cầu nguyện của gia đình mình, và đọc lời Chúa, bạn dành thời gian thinh lặng để suy ngẫm, để đưa lời Chúa vào thực hành trong đời sống của bạn. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Amen.